Vâng, lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em đam mê đi bẫy chim. Thì hôm nay tiện em đi bẫy chồn thì em làm một cái clip để giới thiệu cho các bác đam mê đi bẫy chồn các bác nhá. Thì đây là lều ngụy trang để em ngồi đây em rình các bác nhá. Thế còn em cắm thòng tận mãi bên kia cơ. Hay thì hôm nay chia sẻ các bác vì em là cũng đam mê bẫy chim thôi, bẫy chồn. Hay khu này thì rất nhiều chồn. Mấy nay chồn nó chạy nhiều quá nhưng mà em bận không có thời gian đi bẫy. Thì hôm nay em mới có thời gian để chia sẻ với các bác. Đây. Đây khu này chồn nó rộng, chồn chạy nhiều lắm. Nhưng mà em cũng bận không đi, không có thời gian đi bẫy. Đây. Rất nhiều luôn. Đây em đánh bằng thòng loa. Khu này nó cũng rậm rạp nên nhiều muỗi. Nên là em cũng vừa mới đi, hai anh em đi nhưng mà một thằng về mất rồi, nó bận. Đây, vâng nhá. Khu này rộng lắm. Nên là nó chồn thì khu này rất nhiều. Đây các bác, em quay cho các bác xem luôn. Đây khu này nó ở khu rìa ngòi. Đây là cái ngòi. Đây các bác nhá. Đây. Thì loa em cắm để đây rồi. Đây, đây là đây em đánh bằng thòng các bác nhá. Thòng. Thòng rồi cắm xung quanh. Đây nay mang một bộ thòng đi đánh. Thòng này các bác cắm sát nhau này các bác nhá. Đây, cắm này. Đây thòng. Đấy. Đây, loa này các bác để giữa này. Đây, các bác để giữa. Khi xa các bác phải rút anten này lên. Đấy. Đây thòng đây. Cắm xung quanh cho các bác để đài giữa. Đây điều khiển từ xa đây các bác nhé. Đấy. Đây còn loa AC100. Nên là dòng loa này nó dùng pin rất là bền, cao cấp. Một bộ đồ thế này là đủ văn nghệ giải trí rồi các bác nhé. Đấy. Đây. Đây loa đây. Khu này thì rất nhiều bẫy, nhiều chỗ chồn về lắm. Nhưng mà hôm nay em bận nên là thỉnh thoảng đi văn nghệ thôi. Một cái video rất là ngắn gọn giới thiệu cũng chồn, bẫy chồn các bác nhé, thòng bẫy chồn. Cũng chia sẻ anh em cắm chồn. Các bác cắm thì làm sao đây? Ngón tay của em là lên đây là vừa đẹp. Cắm chồn là mức này là ok. Đấy, cứ chịm một cái như này là chịm cái đầu ngón tay là ok. Đấy, cắm so le. Quen là... Đấy. Các bác nhìn kỹ nhá. Đây, cắm cái này là ok rồi. Đấy. Ở đây rất là nhiều bìm bịp. Đấy, đánh cắm đơn giản thôi. Anh em nào có kinh nghiệm thì có thể comment ở dưới. Để anh em học hỏi thôi. Thực tế em cũng mới vào nghề. Nên cũng rất mong là anh em chia sẻ kinh nghiệm. Bên em thì cung cấp loa, đài điều khiển từ xa. Cũng như các phụ kiện săn bẫy, thòng bẫy chồn. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ bên em. Bên em là ship COD toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán cho nhân viên bưu điện. Nên là cũng rất mong các bác ủng hộ kênh. Ấn vào quả chuông để cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên shop. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.